Đường chuyền hơi sâu của Minh Trung. Chúng ta hãy chờ xem điều gì. Một phản ứng rất quyết liệt của ca thủ Long An. Trọng tài có lẽ ông đã thổi còi. Minh Nhật thì không bắt bóng và quay lưng lại. Hãy cùng xem lại tình huống hài hước này. Chúng ta cũng có thể thấy là Victor hoàn toàn cũng không muốn. Cầu thủ Long An dường như đứng trên sân. Đây có thể là những tình huống hài hước nhất của V-League. Tuấn Anh được ra lộ một vòng Santo để thực hiện pha bắt bóng. Anh chỉ lộn chứ anh không bắt bóng. Một trận đấu dường như đã hỏng, đã không còn tính chất của một trận đấu nữa. Và giờ đây đó chỉ là những màn kịch ở trên sân mà thôi. Và đây có lẽ cũng là những tình huống hy hữu nhất của V-League. Dijachenko nhận bóng và tiếp tục đưa bóng vào khung thành trống. Một bàn thắng nữa đã đến. Một bàn thắng đến cho các cầu thủ sẵn sàng đón nhận những bàn thắng. Và lần này thì cao thủ Long An chuyên về cho ông đội của mình. Cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh theo nhưng cũng không tranh chấp.